Xin chào các bạn. Hiện tại mình có hai cái điều khiển của điều hòa Daikin của khách đang bị pin chảy nước và ăn rỉ luôn. Có thể là hóa chất của pin đã chảy hết vào trong mạch này, nên là lắp pin thì không lên. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để cho nó đây, lắp pin vào không lên, cách để xử lý cái hóa chất ở trong này mà để cho nó hết sạch hóa chất trong này mà có thể lên được nhé. Đây, không lên này. Nó ăn quá nhiều luôn, chảy quá nhiều hóa chất trong này. Cái này mùa hè năm ngoái thì mình đã nhắc khách rồi là không dùng thì phải tháo ra, nhưng mà chắc lại quên. Đó, đây, không lên tí gì. Mình thử đo nhé. Đó, đồng hồ lên bình thường này. Đồng hồ lên 3V bình thường này. Nhá, pin này pin mới luôn. Nhưng mà điều khiển không lên tí gì. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cậy nó ra và xử lý. Các bạn cậy từ từ nhé. Các bạn vào xem ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy kích vào nút đăng ký để cập nhật những bài mới nhất và bật chuông thông báo để mỗi khi có một bài chia sẻ mới thì sẽ báo cho các bạn để các bạn cập nhật. Đây các bạn nhìn, hóa chất ăn đầy trong này nhé, kín trong này luôn. Ở mạch đây đang bị tối này. Đó. Đó các bạn nhìn này, hiện tại hóa chất này, đấy, còn ướt ở đây này, đó, nên là nó sẽ bị chập mạch vì nó là kiểu dạng kiềm hoặc axit, nó chập mạch, nên nó sẽ bị làm treo IC và không lên được, đó. Thì hiện tại cái cách mình hay dùng là cho một ít nước sôi vào đây, xong cho thêm ít nước lạnh để cho nước nó khoảng tầm khoảng 45-50 độ. Cái cách này là cách mà ngày xưa mà những cái hàng điện tử ấy hay nhập qua đường tàu biển ấy, thì kiểu gì cũng bị hơi nước biển về là họ cũng sẽ phải cho vào nước và rửa. Nên lúc mà không có nguồn ấy thì không sợ chập, rửa xong sau đó sấy khô bình thường thì cũng không làm sao cả. Và mình làm rất nhiều lần rồi thì lần nào có điều khiển hầu như cũng lên hết. Các bạn không lên để nó nóng quá nhé, để vừa phải thôi. Bỏ cái màn hình ra cho khỏi rơi vỡ, sau đó thì dùng bàn chải rửa hết đi. Nó có nước nóng là nó tan rất là nhanh. Sau đó dùng máy sấy sấy khô. Mình sẽ thử làm một cái trước
Đây, chân pin vẫn còn bình thường nhé, không phải là gãy bảo là không lên nhé. Nhưng mà tí nữa nó kém mình cũng vẫn cứ thay, kể cả rửa lên IC không vấn đề gì hết, khi nó không có nguồn điện không sao cả, miễn là các bạn về sau các bạn cứ sấy khô là được, vì không rửa kỹ thì về sau nó sẽ mủn hết cái mạch này luôn. Mạch này vẫn còn tạm đẹp nhưng mà đây là mới phát hiện ra nên nó chưa bị thối đó. Các bạn rửa kỹ sau đó thì dùng máy sấy sấy thật khô. Này, rửa cả cái này nhá, có về sau nó ăn sang. Và cả cái bàn phím nhá, phía trên chỗ bàn phím ấy, nước nóng các bạn nhìn thấy nó thôi ra màu vàng luôn này. Mình làm cách này rất nhiều lần rồi và rất là hiệu quả. Chứ còn rửa hoặc là sấy khô không ấy, thì gặp phải cái thời tiết lồm mỏm là kiểu gì kiểu nó cũng sẽ lại hút hút ẩm lại, hút nước lại. Hút nước lại thì cái hóa chất nó lại ăn ra và lại thối như thường. Rửa kỹ đi thì nó không, cái nước nóng này nó thôi cái hóa chất ra rất là tốt. Sau đó các bạn sấy thật kỹ ạ. Các bạn dùng rẻ lau qua đi xong rồi sấy cho nó nhanh. Lau đi nó cũng sẽ thôi à. Lau đi nó cũng sẽ bị dây cái bẩn đấy ra ngoài luôn. Với bàn chải kỳ có khi chưa hết. Hóa chất của pin thì nó rất là ghê luôn. Bạn nhìn nó ố ấy. Bạn nhớ kích vào đăng ký, sau đó bật chuông để thông báo. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành lắp lại nha. Bạn sấy khô kỹ kỹ một tí. Chỗ này siết chặt này, siết chặt để cho nó giữ cái màn hình và nó tiếp xúc tốt với cái thanh cao su mà dẫn điện lên màn hình.
Bây giờ mình thử lắp pin vào xem nó lên nhá. Chưa lắp vỏ hộ. Đó các bạn thấy không? Lên luôn nhá. Là chọn chế độ rồi. Lại led như điều khiển mới luôn nhá. Đó. Tắt bật này. Đó. Đây là cái cách mà các bạn thử điều khiển nhá. Đưa sang chế độ camera này. Bấm này sẽ thấy tín hiệu hồng ngoại nó phát ra ở mắt này. Đấy là một trong cách để thử xem điều khiển sống hay không. Ngoại trừ một số trường hợp nó cá biệt là mình đã gặp rồi, là phát hồng ngoại này nhưng mà vẫn không nhận nhá, điều khiển nó bị do thạch anh nó bị sai hoặc như nào đó thì nó sai cái bước sung. Cái bước sóng đúng cái tần số đấy thì nó mới giải mã được. Đó, nhưng mà trường hợp đấy rất là hạn hữu. Trước mắt này, ít nhất là mình cứ thử mà nó phát được hồng ngoại như này có nghĩa là mình đã tin tưởng vào điều khiển tương đối tốt rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đậy lại thôi. Đó, thế là xong. Lại thành cái điều khiển ngon lành. Bây giờ mình sẽ làm lốt cái này. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người. Đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để có thể nhận được cái bài chia sẻ mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ xử lý tiếp lốt cái này.